Ngạn ngữ có câu, một người bạn luôn có mặt khi cần, chính là một người bạn đích thực. Ban khoa giáo với kênh sóng VTV2 cam kết là một người bạn đích thực của khán giả truyền hình và các đối tác. Chúng tôi là người bạn thân thiết, bền bỉ, gắn bó với nhiều thế hệ khán giả xem truyền hình. Chúng tôi là người bạn đồng hành, làm truyền thông cho nhiều địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa và mới đây nhất là Hải Dương. Với slogan chất lượng cuộc sống, VTV2 đã và đang sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành cùng phát triển với các nhãn hàng, doanh nghiệp thông qua hàng loạt chương trình như Bây giờ và Ở đây, Vì sức khỏe người Việt, Bạn của nhà nông. Những người bạn của VTV2 đến từ nhiều nơi trên thế giới. Các phóng viên VTV2 trung bình một năm mỗi tuần một chuyến đi nước ngoài, tập trung chủ yếu vào sản xuất quảng bá du lịch cho các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong suốt 32 năm đồng hành cùng khán giả, chúng tôi đã khẳng định vị thế của mình trong nhiều lĩnh vực: văn hóa, xã hội, du lịch, khoa học, công nghệ, sức khỏe, nông nghiệp, môi trường. Chúng tôi hiểu rằng để đáp ứng được mọi nhu cầu, cần phải tiếp tục tiến lên. Tiếp cận khán giả bằng cách thức mới, gần gũi, dí dỏm, đáng yêu. Kiểu là kiểu hoa đồng làm cho các cậu chạy trong chạy dài, ăn một đúng cái hai, ăn ba bút anh dài ăn năm. Lông anh đẹp không? Em có muốn còn chúng mình có lông đẹp như anh không? Đi đâu đấy? Không thích à? Chúng tôi là một tập thể trẻ trung, giàu khát vọng, nhiều tiềm năng và luôn sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành thân thiết. Mục tiêu của chúng tôi là nâng tầm chất lượng cuộc sống. Chúng tôi là